Hello, hello, trở lại với cửa hàng xe máy Thái Bảo. Thưa quý anh chị, hôm nay đặc biệt em sale giảm giá và giảm giá thêm nữa cho anh chị nè. Em có giảm đó, vô mùa mưa bão áp thấp nhiệt đới chuẩn bị về miền Trung sale xả kiếm ít đồng cho anh chị này giảm nè. Hôm nay em đã giảm giá chết dưới biển số rồi anh chị, anh giảm thêm cho anh chị một vài triệu đồng trên một xe nữa. Bán sập sàn cho anh chị luôn này, sập sàn mai mốt sập nhà luôn, hết bán xe luôn anh chị ơi. Chia sẻ với em luôn nghe quý anh chị. Bây giờ em hôm nay là một mình em làm clip thì không có ai quay cùng em, thì em chỉ làm sơ khởi và đơn giản và giảm giá cho quý anh chị. Hãy theo dõi kênh YouTube xe máy Thái Bảo để được đón nhận những chiếc xe mà giá sập sàn cho anh chị nghe. Thì mến chào quý anh chị cùng cô bác anh trở lại với kênh YouTube xe máy Thái Bảo. Thì lời nói đầu tiên thì cho em xin kính chúc quý anh chị bà con cô bác trên mọi miền đất nước một lời chúc mạnh khỏe, một lời chào thân thương và tôn trọng nhất. Còn đặc biệt đến với cửa hàng xe máy Thái Bảo là cửa hàng bán xe máy cỏ thập cẩm tầm trung đã qua sử dụng quý anh chị. Những dòng xe gì cũng có, cỏ dập, nói chung là sử dụng được hết, tốt hết và bảo hành chị 1 năm nghe. Xe trên 10 triệu lại bảo hành 1 năm mà dưới 10 triệu lại bảo hành 6 tháng như thường lệ. Còn bên em là có luôn tặng quà cho anh chị 3 món quà gồm kiến nhớt và một cái bảo hiểm xe máy theo một chiếc xe, bảo hiểm tương đương với 100 ngàn trên một cái bảo hiểm hai người. Và đến cửa hàng xe máy Thái Bảo thì có trao đổi mua bán xe lại trong tuần. Quý vị anh chị mua xe là anh chị được đổi lại trong tuần, anh chị sẽ không bị lỗi xe. Số vốn tiền anh chị mua nó vẫn còn nguyên. Và cửa hàng xe máy Thái Bảo là cái địa chỉ là số nhà 60 đường Bình Chiểu, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Bây giờ là thành phố Thủ Đức. Thưa quý anh chị, làm bên cửa hàng của em á là có hỗ trợ trả góp cho anh chị nè. Tuổi từ 20 tới 60, không nợ xấu, em có 3 ngân hàng hỗ trợ cho anh chị. Ưu đãi nhất lãi suất không đồng, nhận ngay xe, nhận ngay giấy tờ. Ưu tiên cho anh chị em công nhân. Và đặc biệt bên em có ship xa và trao đổi xe tặng nhà anh chị. Kể cả anh chị có một chiếc xe cỏ ở nhà muốn đổi cái xe bên em thì em vẫn hỗ trợ, chỉ cần chụp hình gửi qua em coi sơ, em sẽ ship về địa phương cho anh chị, rồi anh chị gửi xe lên cho em sau cũng được. Và bên em cửa hàng cũng luôn mua bán xe tải nè, rồi có gì chơi đó anh chị, chơi hết xe tải này, du lịch rồi anh chị có thì cứ alo cho em sẽ gửi qua hồng cho anh chị đàng hoàng và mua rất là thiện chí. Và trở lại với cửa hàng xe máy Thái Bảo thì một con đường khá thân thuộc, anh chị đến lên con đường bên này thì anh chị đến từ miền Tây lên này, Sài Gòn ra Đồng Nai lên Tây Ninh xuống, anh chị hãy đến ngã tư Gò Dưa hoặc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức hoặc ngã tư Bình Phước trên quốc lộ 1A, cách cửa hàng em 700m, em sẽ tận tình đi đón anh chị. Cửa hàng em nằm trên đường Bình Chiểu gần trạm y tế phường Bình Chiểu nghe quý anh chị. Anh chị không biết họ có trạm y tế phường Bình Chiểu đâu, người ta chỉ thì tới đó là gần cửa hàng em cách 100m nghe quý anh chị. Còn bên này là một con đường, anh chị đến từ Đắk Long, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đà Lạt, Bình Dương, Đồng Nai, anh chị hãy quay trở lại Bình Phước rồi đó, anh chị xuống với ngã tư 550 á, vòng sang Phú chạy về cái đồng ngã tư 50 là lại bệnh viện quân y của đồng 4, là cách cửa hàng em một cây số. Chạy thẳng ra em nằm bên trái và mà không biết thì gọi em ra đó anh chị. Và hôm nay em sẽ sale xả sập sàn cho anh chị những dòng xe có mặt trong cửa hàng nghe quý anh chị. Thì xe ga xe số em làm hết, bên em báo giá nhanh gọn lẹ, không nói nhiều sang sẻ, vì trong mỗi xe cũ là một cái lĩnh vực khác nhau, bán cao bán thấp bán luôn, em bùng bùng chơi cho anh luôn chị luôn, trời mưa thì mù em chơi bùng giá cho anh chị luôn nè. Con này là một con quay Avalax nha, máy móc từ ANZ nha. Zin từ ANZ vàng long thì cũng có đầy sức một vài điểm nhỏ này, đề bao cho anh chị một con đầu tiên nè, là một con quay Avalax nè. Đó, quay. Nó quay, một con Alax 2000 đời đầu, của Phật nó lộn xin lỗi chị, Alax đời đầu, nói hồi nó liệu luôn anh chị ơi. Con này nè, 11 tới hàng còn 10 triệu nên em sale giảm cho anh chị luôn thêm 500 này đó. Cái giá 10 triệu đâu nghe là giá chết, em giảm thêm 500 nè. Còn con đầu bò 71B này xe liền lạc sạch sẽ nè anh chị. 14 giảm chị 1,5 triệu là còn 13 đúng không? Mà 12 năm đúng không? Đó, giá em xem chỉ có 12.500. Một con Alax đầu bò, máy chinh liền lạc sạch sẽ cho anh chị luôn. Đầu bò để em báo giá rồi. Những chi tiết lúc em quay thì không được rõ ràng cho lắm, thì anh chị vui lòng kết cùng em ba số trên màn hình là có sẵn rồi, em đã quay Zalo gửi cho anh chị coi chi tiết hơn. Còn con đầu bò này 15 còn 13 này. Đó, cái giá 60B1 thành phố Biên Hòa sáng liền dành chị. Cái máy nó thiệt gì đây? Em quay rõ ràng, em up zoom cho anh chị coi chi tiết rõ ràng nghe. 15 còn 13 xe có đầy sức nhẹ nghe. Em báo giá nhanh gọn cho dòng xe ga. Còn con này 15 năm còn 14 em giảm chị còn 13 năm luôn. Alax đầu bò. Đó, Đồng Nai nghe chị. Xe này cũng có đầy xuống một vài đốm nhỏ và xe tin. Đó, phiên bản xì bốt chìa khóa lớn. Cho anh chị luôn. Em quay báo giá nhanh nè, em báo giá nhanh không nói dài dòng nữa. Rồi. Con này là 79 N2 nè. 2010 nè, một con leader nè. Em 12 triệu em giảm chị 1,5 triệu là còn 10,5 này nha, em giảm chị 10 triệu này, 2010 này, mua mới 4 mấy triệu một con leader này anh chị, rồi 4 mấy triệu xe mới nghe, đi đắt tiền. Còn con này nè, 13 còn 11 nè, 55
X7 nè, con này em giảm có biển số hơi mờ, anh chị mua em sẽ hỗ trợ miếng mica chọn sáng. Đó, con này em báo giá cho anh chị là 13 giảm, còn 12.11 nó giảm chị 10.5 luôn. Thì mọi chi tiết khi giảm giá anh chị mình cứ alo cho em qua số điện thoại này hoặc tới cái hàng nhân viên. Nó bán hàng nó có sai về giá em niêm yết thì hơi sai giá thì anh chị cứ nói gì thông cảm chia sẻ báo giá chính xác cho em luôn để em bớt cho anh chị khỏi mít lòng nhau nghe. Và em diễn tả xe hoàn toàn cho anh chị luôn. Và tiếp theo con này 93B1 này. À, 21 năm còn 20 triệu em giảm chị còn 19.500 luôn. 19 triệu nữa còn giảm thêm anh chị chút nữa, giảm mạnh nè. Em báo giá giảm đầu à, ăn nói không nuốt lời nghe anh chị. Ăn bậy không nói bậy nghe, có xì bách cay. Quá tuyệt vời trong đời luôn. Những xe em giảm giá đây Vario anh chị. 2020-2021 đây anh chị coi màu tím đen, chiếc Vario đẹp cực kỳ nha anh chị. Một cặp Vario anh chị nhà ốc nhái nó mới này, đây Vario, một cặp Vario và một con SH model và cái rồi bán con rồi còn con đó. Thì Vario này như thường là 2021 xe đi có mấy ngàn cây, 3 ngàn cây, nó quá mới nhưng thực ra thì cái giá mua cũng hơi bị căng. 61G2 Dĩ An Bình Dương, xe ngay chủ ngay tên này anh chị nè, đó 18183 51 này 49 triệu nên em giảm chị 4 triệu 45 triệu. Giá chết của em là 46 triệu chị. 46 triệu 500. Em giảm thêm cho anh chị luôn, nó mới chưa từng được mới luôn chị nghe. Đó. 45 triệu một con 2021 em giảm, anh giảm thiệt tình cho anh chị luôn, hết mình luôn. Sale giảm giá, đổ hàng cuối tháng luôn. Rồi đi về miền Trung, ủng hộ cho bà con đồng bào lũ lụt. Trước mắt là thăm gia đình mình, cũng là nhà cửa cũng bay tóc máy này nọ, về hỗ trợ được gì hỗ trợ cho anh chị em mình bằng tấm lòng chân tình nhất của em. Bên em buộc sale xả, ba bữa nữa em đi về miền Trung rồi. Tiếp theo là một con 61C2, xe Thuận An, 48 còn 45, 2020 xe hơi bị keng. Em giảm chị còn 44 triệu, đó 44 triệu một con 2020 chị đó, vô mua cho em nè. Em nói sao anh chị nhớ giùm cái giá em báo nghe, nhiều khi em báo giá em còn lộn anh chị, em báo giá em lộn anh chị nhớ giùm giá này. Đó, 44 triệu nè anh chị nè, đó 45 mà giá chết thì giảm 44 triệu luôn. Còn con này 61D1 Dĩ An nè, từ ơn, SH model nè anh chị, màu đỏ đen phiên bản giới hạn nè. Nó không vết lỗi luôn, em báo anh chị là chính em quay lướt qua để chụp hình cho anh chị là coi sao nghe. Đây 61G1 Dĩ An này, 39978. Thằng tài ông địa có chiếc xe luôn nghe anh chị. 41 năm em giảm anh chị còn 39 triệu, em giảm thêm một triệu nó còn 38 triệu luôn. Bán sẵn sàng cho anh chị luôn. Con này là Vario. Đó quay Black. A Black 160 phiên bản mới ra mới tin. À, mua được 2 tháng, tháng 7 2020. 67C1. Con này 53 triệu anh chị. 55 giảm 2 còn 53. Bữa nay em giảm thêm anh chị nó còn 52, xe em mua 50 triệu anh chị, em giảm cho anh chị còn 52 triệu này. 52 triệu một con Alac 160 phiên bản 2022 tháng 7 02, xe chạy mấy trăm cây số anh chị, quá xịn bịch cây, 160 đúng anh chị. Sale giảm anh chị có độc lạ luôn, em chơi mình chơi độc, hãy vô phải bảo bán sập sàn, bán sập nhà luôn cho anh chị luôn. Đây anh nhìn mấy Alac của em 125 bắt cú này, xe đẹp cái này, tem 3D, xe thẳng tưng nha anh chị, xe rất thẳng nha. Xe thẳng tân này 125 mắc túng, xe này em báo giá chị 59X1 Sài Gòn luôn này. 23 triệu em giảm sập sàn chị còn 20 triệu con xe máy cực kỳ nghe. Bao anh chị chạy luôn, em bán giá là em bao cho anh chị luôn này. Bảo hành 1 năm nghe, như thường lệ không nói dốc. Rồi em báo giá chính xác có nhanh báo gọn chứ không có nói dài dòng, không kể chuyện quá khứ từ từ tương lai nữa anh chị nghe. Rồi 93P1 con này không giảm được anh chị nghe. Con này là nẹp si 2011-2010 đăng ký ra 11. Đó là nẹp si 06 đầu. Con này em mua 17.500, giờ 17 thì bán cho chị 17.500. Mà có thể tới cái hàng em đưa chị 17 triệu luôn một con nẹp si này. Còn tiền ship trên giảm giá này anh chị mình chia sẻ tình thương với em nghe. Đó là em thật lòng, anh chị muốn mua xe bên Thái Bảo thì cứ thoải mái vô tư nghe. Rồi tiếp theo là một con này là 93E1 này, 22 năm anh chị này. Mắc cú này bên em giảm chị còn 20 triệu luôn. À, đáng lẽ em giảm chị 21 nên bán 20 này. Đó, em vô anh chị giảm luôn cho anh chị 20 triệu một con xe này. Mà xe của em là anh chị nhớ là bảo hành chị 2 năm nghe, xe này bao quay đầu bỏ máy anh chị những dòng xe nào. Khách gửi, em sẽ báo khách gửi cho anh chị đo đàng chi tiết. Đây con này nè. 69F1 nè, 27607, 29 triệu. Em sale giảm giá cho anh chị nè. Trong vòng mấy ngày cuối tháng tới ngày mùng 1 em phải bán giá lại bình thường. Anh chị là nhanh tay chốt xe trong cái dịp này. Em sẽ chia sẻ anh chị hết mình luôn, chứ không phải em giảm giá luôn miệt vườn cho anh chị đâu. Lỗ thì lỗ rồi, anh chị nhanh tay cháu khách em bán sạch luôn. Bây giờ nó trong mùa này còn 3 ngày nữa em về quê em giảm giá anh chị 3 ngày em về ủng hộ miền Trung. Anh chị nào mua được, mua được cho em cái em sẽ chia sẻ anh chị hết tình luôn. 69F1 nè, rồi 29 triệu nè, em giảm 2 triệu còn 27 triệu em giảm thêm còn 26 năm cho một con Alac nè chị. Alac đèn led nha chị, 26.500 con xe màu vàng đồng 3D anh chị nhìn có cái xe này. Trời đất ơi, nó thẳng tưng này, 26 triệu 500 mấy chiếc bảo hành anh chị, một năm không có lỗi miếng nào. À, cũng có đầy trước mà chút xíu thôi. Còn đây con 37 này cũng 26 triệu 500 cho anh chị luôn nè. 37K1 này, đó, em bên em bán mạnh, xe mạnh, xả mạnh, xả mạnh.
báo giá nhanh cho anh chị luôn. Ba con đồng giá cho anh chị luôn, 26.500 một con. Đây là con 66F1 này, xe Đồng Tháp này, miền Tây yêu dấu của tôi này. Đó, vẫn 26.500 giảm cho chị Mạnh luôn. Trời ơi. Hết lời luôn, chia sẻ cho anh chị để đi miền Trung này. À, giảm mạnh nghe, giảm mạnh. Như con Novo 5 này, chị nhìn màu tím này, xe rất đẹp nên bán chị 9 triệu đồng này. FI phun xăng điện tử, máy em ru nghe. Bình đè đầy đủ, xe không té ngã đâm đụng ngập nước nghe. Xe chỉ có đầy trước nhà một vài điểm nhỏ nghe, thưa quý anh chị. Đó, giảm cho anh chị có 9 triệu đồng, biển số Sài Thành. Ở đây em không cần Sài Gòn, Sài Thành, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng vậy nghe. Giá nào hợp lý là em quất luôn nghe anh chị. Đó, 9 triệu đồng một Novo 5 này. Còn con này 12 triệu này, thôi thiệt thưa anh chị này. 12 triệu 500 giảm được 11, anh em bán chị 10.5, 10 triệu chốc cho chị luôn này, giảm trong 3 ngày nghe. Em báo giá chính xác này. Alex 2008 anh chị, máy zin với nhi cục pin. Đó, 10 triệu giảm cho anh chị trong này, 10 triệu luôn nghe. Đó, anh bán cho đẹp luôn này. Anh chị nào vô mua cho em trong vòng 3 ngày sale giảm giá này. À, sale giảm giá nhanh tay lên anh chị bà con cô bác mình ơi. Chia sẻ với em luôn, em giảm giá mạnh cho anh chị và chia sẻ hết sức nhiệt tình, nhiệt quyết cho anh chị luôn nghe. Đó, hàng bán được, quần áo bán được, xe bán được, nói chung được nhưng mà hơi chậm chút xíu, ngày mười mấy cái xe là đói. Nay sale sẵn chị bán ngày thử 30 xe, 40 xe vô luôn này. 64F1 này. À, F1 này. 31 năm còn 30 triệu này, quá xì mất cây 2020 này. Vision phiên bản bỏ mẫu này để cho anh chị 28.500 này. Bán vậy luôn này. 28.500 lốc đen phiên bản Sport nha anh chị. Vision nghe. 2020. Rồi. Có gì chi tiết anh cho anh chị coi trên Zalo cụ thể hơn, ba số trên màn hình. Còn hiện tại bây giờ em báo giá nhanh cho anh chị nhanh tay chọn xe. Số lượng xe quá nhiều nghe anh chị. Đây, 61BBBBB1 này. Rồi, 26 còn 245, đặc biệt em giảm chị 24 triệu hết luôn. Xe này em mua 23 triệu mấy trăm, xe đen nhám phiên bản Sport khóa chìa 2017 đăng ký 018. Em báo anh chị rõ ràng chi tiết em cái luôn. Vô chia sẻ với em luôn. Rồi, và tiếp theo là con 70K1. Rồi. 36449 245 còn 23 này, em giảm chị 22 năm, 22 triệu chốt chuyện xe Vision luôn này. Đó, anh chị mua là nhanh tay gọi điện thoại về ba số đi màn hình giùm em nghe. Và chú ý là số đầu và số giữa. Số sau thì em đi công việc rất là nhiều, nó không có nhà, hôm nay đi công việc rồi thì anh chị gọi số đầu cho em. Hoặc số giữa em hỗ trợ anh chị mình hết mình những Vision này 22 triệu. Trời, không vít lỗi, vít lầm, vít tài, vít sức anh chị ơi. Em bán này tại cửa hàng ngay, tại cửa hàng 22 triệu ship đi. Hỗ trợ cho em nè. Em giảm chị có 23 triệu, em giảm thêm 1 triệu đồng cho anh chị luôn nè. Đồ Vision này đẹp trời ơi đất ơi. Đó, 30.5 còn 29 thì bán chị 28 triệu Vision Phoenix Kai 2019 đăng ký 2020. Em nói chị cái xe mới như tôi tuần được mới, chưa một vít lỗi vít đầy luôn. Đó, em bán cho chị được chưa? Được chưa nè? Đó. 28.500 một Vision này. Giá nào cũng có, tiền nào cũng vô anh chị ạ. Nhưng mà anh em bán hết. Tại vì xe em của em là bảo hành anh chị 1 năm lận. Chất lượng em có, nhanh tay lên chị chốt những con xe này. Xe này em chốt, chốt xe gì? Xăng này em chơi xăng nào anh chị? Đúng không? Em giảm cho mạnh mà trong 3 ngày này, 3 ngày giảm giá nghe anh chị. Một con Alex này, mất cú 125 xe, trời đất ơi, nó liền quá trời liền, xe có bắn dầm này một vài chút anh chị. Nói chung là xe khá thẳng, không vết lỗi, thì có bắn dầm vài chút thì không vết lỗi rồi, mới tổn tổn tổn. Đó. Nhìn con xe của em anh chị không cầm lòng được đâu, mua bán với em nó chia sẻ thật lòng này. 3 ngày này em sẽ ở nhà và tiếp anh chị, chụp hình chi tiết rõ ràng anh chị chốt xe nào em chia sẻ. 59i2 này, đó, 23 triệu, còn 21 năm. Bây giờ anh chị thích nhiều em để anh chị 20.5 là hết cỡ nghe. Em bán giảm chị triệu nó 20.5, giảm trong 3 ngày một con sáng đẹp như vậy mà có 20.500.000 anh chị, chia sẻ với em luôn. Rồi đây một con Grander. Grander 61C1, con Grander này thì nó thật anh chị là đi 19.000 cây. Nó như xe mới nghe chủ nghe tên nghe thưa quý anh chị. 24 năm em giảm còn 1 triệu 23 năm ở đây em bán cho anh chị Grander này, em bán chị 23 triệu. Chứ không giảm được hơn nữa. Giảm thêm 500 là hết, mua 23 triệu 22 mấy rồi. Xe không vết lỗi, từ đầu đến đuôi, từ chân giò bọc keo nguyên con cặp kiến, còn theo xe chất lượng giá cả thị trường. Em giảm thêm mà chia sẻ like lại cho anh chị luôn nghe. Con Grander và tiếp theo một con là Leader. Leader 2020 đăng ký 021 77E1 36 em giảm còn 34. Em tụt xuống còn 33 triệu. Xe mới nên chị ra thử mua còn 50 mấy triệu anh chị coi đi. 33 triệu con xe này nè, 33 triệu là một con Leader nhớ. Em nhớ báo giá anh chị đừng bao giờ ví dụ anh chị mà tới cửa hàng không có em ở nhà, nhân viên nó báo theo cái giá quy định của em bán thì anh chị cũng biết rồi, báo theo giá quy định của em bán thì anh chị hãy chia sẻ lại cho em cái giá, là ví dụ như là anh đã nói vậy hay là chú đã nói vậy hay là anh đã vậy, là mình sẽ chia sẻ anh chị hết mình nghe. Leader đen nhám mà phiên bản này anh chị đã lên chị Google hỏi phiên bản này nhiêu tiền, có 33 triệu, không sáng mới như xe mới màu đen nhám này, khóa bách cây nghe quý anh chị. Rồi còn da nớt này, da nớt của em á là 61H1 này. Đây 20 còn 18, giảm thêm 500 bùng 17 triệu bán chị luôn. Em giảm 3 ngày tiên bố bán 17 triệu chút cho anh chị luôn này. Một con da nớt màu xanh đẹp cực kỳ này, vô nhanh tay chia sẻ nghe. Giảm giá là giảm giá, trao đổi là trao đổi, mua bán là bán, tùy theo lĩnh vực nghe quý anh chị. Em giảm thiệt tình luôn, bên em giảm hết dàn xe, quay nhanh nói gọn luôn nghe anh chị. Em đọc cái xe và cái biển số và cái giá tiền. Còn anh chị mình mấy một con xe nào xe của em hoàn thiện rồi, coi như là đâm đụng cấn đụng ngập nước đầy trước té ngã nhiều là không có,
gọi là nó chỉ hoàn thiện hết được 80% rồi, còn những cái sơ suất nhỏ anh chị mình vui lòng kết bạn Zalo cùng em, mấy số trên màn hình em đã chia sẻ rõ ràng cho chị những cái xe nào mà anh chị yêu thích rồi. 83P3 này 22 năm này, giảm cho anh chị luôn 2,5 triệu, còn 2 triệu này giảm thêm còn 19 năm cho anh chị luôn. Khóa mắt cây này, xe khóa mắt cây em nói thiệt anh chị, khóa mắt cây mà xe da nớt anh chị đã mua thử cho mới 3 mấy triệu anh chị coi đó, chiếc da nớt như vậy anh chị coi nó không vết lỗi nghe. Rồi tiếp theo con bên này thì con 60B8 này đó, con 60B này, con 60F2 33588 số cũng đẹp, 22 giảm 20 này giảm thêm 500 nó còn 19.500 tới cửa hàng anh chị. Em báo giá nhanh gọn lẹ, giảm trong cái mùa này là mùa bão lụt và thiên tai, chia sẻ cùng nhau bằng tấm lòng, giảm giá cho anh chị được đồng nào em đi làm đồng đó thôi, thế thôi chứ không nói nhiều, nói nhiều nói dài, nói dài thành nói dài đó, thật ra anh chị vậy thôi, hiểu em. Em bán nhanh, bán gọn, bán lẹ, bán như bán súng, nổ như nổ bom vậy. Tiếp theo quay rất nhanh nha anh chị, rất nhanh nè. Rồi 61C1 này, một con leader 21 triệu, em giảm 21 năm, giảm 1,5 triệu còn 20 triệu. Đặc biệt hôm nay 3 ngày giảm giá sẽ giảm cho anh chị xe và giảm còn 19.500 một con lít. Anh nói với chị đàn dung 125, xe sạch sẽ từ đầu tôi có 19.500, giá rẻ bất ngờ, giá rẻ lờ khờ lù khù luôn, chị chia sẻ cho em luôn. Em bữa nay giảm điên là giảm khùng rồi, mua điên bán khùng luôn. Rồi một con lít 60C2 này, trời ơi con lít đẹp anh chị, 24 này, em giảm 1,5 triệu mà em giảm chị 2 triệu luôn, em giảm 2 triệu còn có 22 triệu một con lít đẹp như vậy anh chị. Cái con này tại sao con kế bên này em bán có 19 năm nó cũng đẹp vậy nhưng không bằng con này. Thì người cao mét 1, người thì mét 2 mà anh chị, đúng không? Trời đất ơi con lít đẹp này, đồ Novo 6, em nói thiệt buồn buồn bán chị 13 triệu luôn. 13 năm là hết sàn, em đem mua 13.500 bán cho anh chị 13 triệu lỗ 500 thì bán chơi này. Máy chiên đầu nồi chưa đất xe liền, một Novo 6 13 triệu sale đó, sale trong 3 ngày nghe. Nhớ giùm em sale trong 3 ngày nghe quý anh chị. Và một con 81B1 này 14 năm, bữa nay còn em bán chị 13.500 luôn, Novo 6. Xe trời đất ơi, khỏi bàn cãi, máy viên đầu nồi chưa rớt, xanh GB đó, xe có trầy một vài đốm chút chút, còn về chạy bao chạy anh chị luôn luôn, sao bán xe giảm giá luôn. BCX này, giá của em đưa ra anh chị này, bữa nay em bán chị 19 năm nè, 47B1, 19 năm trong BCX nha anh chị, 19 năm, bán phá giá sập sàn sủng sồ cho em luôn, 19 năm một con xe này. Máy em ru, đầu nồi chưa rớt, bảo hành 1 năm, 19.500, BX này bán chị 20 triệu luôn. 60B1 này, xả này, 60B1 189 39 26 còn 22 giảm 4 là giảm thêm 2 còn 20 triệu một BS luôn nè. Anh chị đam mê này chia sẻ với em một BS nè. BS bán 20 triệu này, máy xin bảo hành chị 1 năm nè. Trời ơi trời. Tiếp theo dàn bích 3 ly rồi bán sạch luôn nè. Những con nào giảm được giảm to hết luôn nè. Trời ơi mấy con xe ăn đẹp nè, chỉ nguyên con nè anh chị. Đầu đồ chưa rớt, lằn lông chưa săn, dặm bắn túc, ốc bảy màu đã chống tắt máy. Một con xe leader đó, em báo chị leader nghe, leader gọi là lead đó nè, leader đó. Con này em bán là 14 năm còn 13 triệu. Đặc biệt hôm nay anh chị tới cửa hàng em để cho anh chị 12 năm giảm 2 triệu luôn, 12 năm một con leader nghe. Tiền ship anh em mình chia sẻ với nhau nè, còn em bán chị xe là riêng nguyên con còn tập chưa săn dặm bắn túc. Con này là 12 triệu nè, em giảm còn 15 triệu đó, em giảm luôn chị còn chục bạc luôn. Một chục bạc mua về bán về, dàn lông dàn lá bọc keo nguyên con, đầu nồi chưa rớt, ngay cản kiết đầy đủ hết cho anh chị luôn. Chi tiết em đã cho anh chị coi Zalo nếu mấy một con xe nào còn Liberty 38B1 nè, 03979 nè, đã sale giảm hết luôn cả nhà, giảm luôn nha anh chị, giảm 3 ngày mà. 18 không bớt còn 17 em để anh chị là xe này là 16 triệu nè, 16 triệu. Máy chiên đầu nồi chưa rớt, lông lá có bán nhẹ lại, còn chiếc xe liền lạc 100% bảo hành chị 1 năm. Đó. Xe bảo hành 1 năm hết nha anh chị. Rồi 15B3 này, 17 năm còn 16 triệu em bán chị 15 triệu luôn nè. Vít 3 đèn dung nè anh chị, vít 3 đèn dung bán chị 15 triệu vít 3S nha. Xe riêng nguyên con chưa săn và mất tút màu đỏ, xe cực kỳ có 15 đồng bạc. Rồi anh chị chia sẻ mua mới 70 mấy triệu em chia sẻ chị 15 đồng bạc nè. Rồi con này là 60B7 nè, 13 giảm còn 11 năm để cho 11 triệu luôn. Con này là con Venus bản đẹp quá trời đẹp luôn. Nó không phiên bản lỗi Venus anh chị. XM Venus phiên bản cao cấp anh chị, chìa khóa lớn hai chìa còn nguyên nha. Rồi một đời chủ một người đi hai kiến còn theo xe hết chia sẻ anh chị luôn. Con Venus đây. Và tiếp theo Mic 3 này, 592 này bán chị 11 triệu luôn. 211 số đẹp. Rồi, bảo hành 1 năm 11 triệu cho luôn anh chị, vô chia sẻ cho em luôn. Em bán nhanh gọn lại cho anh chị luôn nè. Rồi, Vision nè. Vision nè, em nói thiệt anh chị luôn, con này em mua nè, 205 này. Nó không mới keng, nó đều xe thôi, máy móc em ru đi mâm trái khế. Xe Vision này chị bán gì 20 triệu này đó, vô cho em bán 20 triệu luôn, bán tại cửa hàng 20 triệu chị vui lệ dòng chốt luôn. Không ai xe chị 23 66 Đồng Tháp lắp giò nha anh chị, chia sẻ với em luôn. Còn Lexico này 11 năm không bớt này, bán chị 10 triệu một Lexico này đó, sale giảm mạnh ủng hộ miền Đông vô chị em ơi, bán được nhiều lấy tiền đi, nhiều có đồng lời là ban đầu đi hết. Chia sẻ anh chị luôn, Lexico, chi tiết hình ảnh nghe. 11 năm còn 10 triệu để bán 9 triệu rưỡi luôn. Một con Lexico GTX
phục áo liền màu vàng đen, xe phiên bản cực kỳ đẹp đó, 9.500.000 đồng, chất lượng máy chuyên bền 1 năm, click bán 9 triệu luôn này, 10 năm không bớt thì bán chỉ 9 triệu luôn, 61C1 này giảm trong 3 ngày này, rồi click liên lạc máy móc em ru bảo hành 1 năm luôn, 9 triệu mà 1 năm rồi, còn Nova này mỗi con xe đẹp này 12 năm em giá chốt này, em bán chỉ 11 năm một con này, 11.500.000 một con Nova này, trời đất ơi, máy chuyên đầu nào chứ đất bao anh chị này, 11.500.000 một con Nova này, 11 triệu thôi. 11.500.000 một con Nova đó, anh chị mua đi, em không lời bán lời không đồng, giảm trong 3 ngày, nhớ giùm em nghe, qua ngày thứ tư giá vẫn như cũ. Rồi con nào là Vít 3S luôn chị nè, Vít 3S nè, Vít 3S 61D1 nè, Dĩ An Bình Dương 3938, thằng Tài ông địa 19 còn 7 năm nên đến chị 16 năm luôn nè, giảm 1 triệu luôn nữa nè, thêm 1 triệu giảm cho anh chị luôn, chia sẻ với em bán mạnh, bán nùng, bán đầu luôn, bán bẻ đầu, lỗ xả lỗ tay luôn chị ơi. Đó, một con Vít 3 này xả lỗ anh chị 16.500.000 luôn, bùng bùng tới hàng 16 triệu đóng anh chị luôn, khỏi cần lời tình cảm chia sẻ luôn, bán hết. Quay báo giá nhanh luôn nè, đây một con 61G1, con này 2001 phiên bản mới nhất nè, à, đó đó đèn đèn đề lại đây 61G1 thấy đường mắt mù rồi, 35 giảm còn 33, bữa nay em để giảm thêm chị 500 nữa đó, là còn 32 năm thôi, 32 năm cho một con xe Vision phiên bản mới nhất mới tinh như ngọc trinh luôn đó anh chị coi đó, từ đầu đến đuôi từ chân giò, chia sẻ nhanh tay chốt còn kịp, chia sẻ với em 2 số trên màn hình, nghe các bạn Zalo cùng em chia sẻ rõ ràng cho chị tham khảo đó, vô này là bụp rồi một con nữa đằng đây. Ai thác mò cầu, ai thác mò cầu, ai thác mò đờ 50N1 này đây, 53 còn 51 này, bán 50 triệu chẳng cho anh chị luôn, 50 triệu chẳng nghe một con 2017 đăng ký 18 màu đỏ đen phiên bản giới hạn khóa chỉ mất cây, xe từ anh giấy chết bị thương không muốn lỗi miếng làm anh chị thẳng tưng đó, chia sẻ anh chị 50 triệu còn tới cái hàng tặng thêm một thùng bia gì nữa xe luôn, bán mạnh cho em cái lông xe xả giảm giá cho anh chị luôn, xe trắng tinh nghe, mọi tình chưa một lần với trai, chia sẻ anh chị vỏ bánh về coi về lần hành luôn. Ở đây Louis Lách Vio này đó, con này 14 năm em bán 13 triệu, nó bán chị 12 triệu. Louis FE phun xăng điện tử 62 Long An này chị đó, máy móc chim đầu nồi chưa rách FE phun xăng điện tử, chia sẻ với em luôn. Ở con yêu con quái này bán cho chị 9 triệu này, 10 triệu 500 không bớt. Nay cũng là Louis GTX cực thẳng này, máy móc chim đầu nồi chưa rách, vỏ bánh dày cui trước sau thẳng tân như cái đàn tôi đang em chia sẻ cho anh chị Louis này, với giá là 9 triệu đồng tới cái hàng ship tìm tính sau. Còn đây tiếp theo con nữa cũng 9 triệu đồng luôn, bán điên bán khùng luôn, 64B1 luôn. À, trúng trời cho không trúng trò chơi vô chị bán nhanh nè, nó xem xả chốt hàng chốt đơn giùm em, đốt cho chiếc nào em chia sẻ cho đó cho anh chị đó. À, đó 9 triệu đồng một đôi bát bao anh chị chạy đó, 3 đời 3 kiếp 3 năm cũng chả biết bao giờ hư bảo hành chị luôn. Và bây giờ em sẽ nghỉ ngơi miếng nước xong sẽ chia sẻ lại cho chị tham khảo và con em luôn. Sao để chạy vậy, không may bán luôn. Rồi, yeah, có một đi lan anh chị, một con đi lan là gọi đi lan anh chị. Con đây là 150 xe ngay chủ ngay tên em mua về em chạy đầu nồi chưa rớt mấy riêng nghe. Đó, dàn lông có đầy mà chắc bên mai em sẽ dậm lại để em chạy luôn, 24 con này bán 22 triệu chị nào mua thôi để em chạy. Tại vì em cứ nói thẳng con này em giảm bớt con xe lên xe cột cả đời kiếm ra có tiền kiếm xe này kiếm được đâu anh chị ơi. Em nói thiệt luôn, kiếm không được con xe này ra đâu. Đó, một đi lan vậy đó anh chị, ra chạy như máy xe điện vậy đó. Rồi tiếp theo, một con này là 93H1 này, 14 triệu xe mới về chưa được nước lạnh này, hôm nay đặc biệt em giảm chỉ còn 11 năm này. Giảm trong 3 ngày giảm 2 triệu rưỡi này, nhưng mà qua 3 ngày sau là 12 năm nghe anh chị, không có 11 năm đâu. Xe máy zin này. Đó máy zin đầu nồi chưa rớt xe liền 3 ngày rồi ít nha anh chị. Anh đi tự thử mua 2 mấy triệu bây giờ còn giá vậy anh chị có tham khảo giùm em. Xe không có đầy thước nhiều nghe anh chị, không có đầy thước luôn. Nó xe rất là thẳng nghe. Anh chị là chia sẻ với em chia sẻ này. Đó, con này là 19 năm này, một quạt center này. Máy móc zin đầu nồi chưa rớt, vàng lông em qua lọc keo đang có đầy. Em báo anh chị là 19 năm này. Em chưa làm dàn lông lại là 19 năm giảm triệu đỡ 18 đẹp, bữa nay em giảm chỉ còn 17 năm. Xe em nói thì cổ bô con nòng súng luôn này. Máy móc chuyên đầu nào chưa rớt con xe này nè, có 17.500 chốt xe chạy giờ chia sẻ với em này đó, một con Accenter 2 càng đó, biển số miền Tây 67 An Giang, chợ mới An Giang đó, chia sẻ với em con này, vỏ bánh chị khỏi coi. Một con Repsol này, Repsol này đây, con này 11 năm này không bớt này, coi không bớt thiệt, nhau tới cái hàng bớt 500 thôi. Em mới đó mâm leader hay đĩa xe liền, máy thì em đầu có chạm anh chị, đầu có chạm xe liền, đầu có chạm vì xe số sẽ báo của anh chị cụ thể hơn. Còn xe ga thì em quay lướt qua, vì xe ga là đa số là máy riêng hết toàn bộ nghe quý anh chị. Một con dép son anh chị đó, em mới vô cái vỏ, trước mặt nạ có nứt một chút xíu này đó, em vô cái vỏ là anh chị nhìn thấy cái xe rất là phong phú, nhìn nó dễ coi hơn. Và đây một Alex này 2010 này, mua xe tặng đôi dép em bé luôn nè, anh chị nào có em bé mua về em tặng đôi dép em bé, trên xe có thẳng luôn đó. Một Alex 2010 xe khá đều nghe, xe khá đều liền lạc cho anh chị sạch sẽ. Một Alex 2010 nghe, máy móc em ru liền lạc sạch sẽ cho anh chị luôn, biển số 93N4 này. Con này 19 năm em giảm 2 triệu 17 năm, đặc biệt em giảm chị 1 triệu còn 16 năm, giảm trong 3 ngày có 16.500.000 một Alex 2010 anh chị mua chạy, còn chần chờ gì nữa anh chị ơi. Đó, nhanh tay chốt nhẹ con xe nào. Còn đây là một con gì, một con Rim Thái.
Đó, thì em thấy cũng khá là liền lạc, sạch sẽ, bẩn bẩn dinh nha chị, chứ phải bẩn chợ đâu nghe, bẩn dinh nghe, bẩn dinh, bẩn mới bây giờ luôn, em mới vô cái bẩn luôn. Thì em thấy xe cũng đều đồ, rất đều đồ nha, liền lạc sạch sẽ cho anh chị một cô điểm thái như vậy. Mà anh chị ra thị trường thì bây giờ cũng khó mà mua được. Nhưng mà con này thì mà 16 năm em giảm cho anh chị là 1 triệu rưỡi còn 15 triệu. Mà hôm nay anh chị nào đam mê con xe này trong 3 ngày giảm giá để anh chị 14 triệu 500. Đó, em bán thiệt tình, bán sắp sàn lên cũng đình luôn cho anh chị luôn, 14 triệu 500 một con chim thái này. Nhanh tay chia sẻ chốt cho em này trong 3 ngày nghe anh chị. Và tiếp theo là một con này là một con filter. Một con filter, filter một con 2017 hàng bỏ mẫu, chiếc xe em nói chuyện len can như cái xà beng. Nó thiệt đầu nào chưa rớt mấy tin hàng bỏ mẫu từ kìm không ra đâu. Tại cái này không phải là nó bị nổ đâu anh chị nghe. Cái này là nó bị vô. Không chui vô con nữa. Ừ. Khá thẳng, khá đều, khá sạch cho anh chị luôn, một con filter luôn. Đó. Hàng chưa qua đèn led nghe, hàng 61 đi một dĩa ăn 23 năm này. À, em giảm 1,5 triệu còn hai đặc biệt giảm cho anh chị 1 triệu nữa. Còn 21 triệu luôn, 21 triệu thì giảm trong 3 ngày một con filter có 21 triệu anh chị ơi. Mua trời đất ăn đẹp cũng đẹp như ngọc ca sĩ luôn anh chị nghe. Bóng mờ bóng lướt luôn, còn con rim thái đây, một con rim thái. Nó cũng tương tác như nhau luôn, chia sẻ anh chị một con rim thái thì nhiều khi một cái chiếc rim thái bây giờ mua có bẩn không mười mấy triệu, cây bô không cả chục triệu rồi, xe cũng khá đều, khá liền sạch sẽ cho anh chị. Máy móc em rô bảo hành 1 năm. Riêng con kim thái này em chia sẻ cho anh chị, kim thái 7 số anh chị, 53X1 này. Con này 16 năm còn 15 triệu, đặc biệt hôm nay em giảm thêm 500 nữa còn 14 triệu 500 một kim thái. Nhanh tay mà chốt xe, chứ còn hết giá hết cách luôn rồi anh chị. Em chia sẻ hết cách cho anh chị luôn nghe. Con nào chia sẻ được em sẽ chia sẻ cho anh chị và diễn tả trên cái này không cần lời đây. Lời một vài trăm ngàn lấy tiền mua vé máy bay đi về miền Trung. À, thăm đồng bào lũ lụt, đó thiệt một câu, vô cho em cái luôn. Tiếp theo là một con DH88 này, 88 DH88 này, em không bớt này, 7 triệu không bớt này. Con xe máy móc em ru bình đề đầy đủ, lên đầu nòng 100 luôn anh chị này. Lên đầu nòng 100, máy móc em ru bình đề đầy đủ, chia sẻ cho anh chị này. Đầu nòng 100 luôn nghe. À, biển số này anh chị 64F1 này, 7 triệu không bớt này, bán chị 6 triệu luôn. Em bán 6 triệu tới hàng, nhận con DH về chạy đi công trình công việc, đi chở hàng đưa thoải mái nghe anh chị ơi. Con cặp xe này em ship đi một con đi Long Mỹ với con đi về Bạc Liêu rồi. Thì em cũng bán xong con chiếc và con này thì bên này con một con xì bo ráp nè anh chị. Con xì bo này xì bo ráp ngay chứ không phải mày bông con, anh chị chạy vô tư. Em chỉ bao giấy đi đường, bao anh chị thoải mái nghe. Con này 51X5 này 26 triệu con xì bo ráp mà ráp cho nổ xì bo này. 26 triệu em giảm chị còn 24 này bán anh chị còn 21 triệu. Em bán giảm trong 3 ngày 21 triệu cho một con xì bo ráp. Anh chị đừng nhanh tay trên vùng cao nguyên Tây Nguyên tất cả các loại này. Chơi gì dưới này đi thì cũng khó chạy. Nhưng mà lên đến đó thì anh chị ok này, thiếu bộ tem tặng anh chị bộ tem luôn. Đó. Em bán chị 21 triệu được không? 21 triệu chia sẻ với em con xe đi. À, bán nhanh gọn lại, chia sẻ cho nhanh gọn lại cho em luôn đó. Xeo giảm cực kỳ. Và tiếp theo con này là con gì đây? Con quay Black màu trắng, xe khá thẳng đều đặn cho anh chị nghe. Mua mới hai mấy triệu bây giờ em quay Black này. Em sẽ chia sẻ anh chị luôn cái giá nào em giảm hết. Giảm cho anh chị giảm mạnh luôn đó. Anh chị nào vô cứ chia sẻ với em. Rồi 68T1 này, con này 15, còn 13 năm này bán chị này, con này 12 năm nè. Vô cho em cái này em bán giảm chị 2 triệu rưỡi luôn nè. Bán nóng, bán sỏi, bán hổi cho anh chị luôn. Còn quay A100 này, quay A100 xe cũng liền lạc, máy đầu có chạm mà xe liền lạc, ebo bọng lốc đen anh chị. 11 năm này, 69N1 này bán 11 năm, giảm 1 triệu rưỡi này bán, đặc biệt bán chị 9 triệu rưỡi luôn. Cho một quay A này, trời đất ơi, em bán điên bán khùng luôn. Là cái gì, là cái tình cảm bán luôn. À, vô mặt nạ rẻ thôi, còn xe rất là liền, mặt nạ rẻ, mặt nạ 2 tầng của một quay A. À, máy móc đầu đầu mình sang cầu hết nghe, chứ không mất món gì nghe. Đầu có chạm hay có đầu riêng đầu chạm thôi. Cho như đầu riêng luôn á chị nghe. 9 triệu rưỡi chốt cho em luôn này. Em bán cái bụp luôn chị này. Ồ đầu đẹp quá. Đó, 9 triệu rưỡi chốt xe này cho em này. Tiếp theo con này nè, đó. 10 triệu. Không bớt. Bán 9 triệu rưỡi bây giờ xe còn 85 thì bán chị 8 triệu luôn, tiền ship chị trả này. Wanfa. Lốc trắng chữ công 203. Đó, xe thì nói chung là dàn áo không có bận trong bận ngoài. Đầu cổ còn, nòng còn. Lốc đồ đẹp, củ đề đồ còn hết nghe. À, lấy cái đầu đèn đây đó, giá 8 triệu đồng cho một con quay A, bán nhanh bán gọn anh chị này. Nhanh tay chốt xe nào, em sale 3 ngày nghe. Còn con Vespa này nè, 13 em giảm, 13 năm này em giảm còn 12 triệu, đặc biệt hôm nay em giảm chị còn 10,5. 10,5 Vespa FE phun xăng điện tử nghe. Đời 2012 nghe chị, Vespa FE phun xăng điện tử 2012. Rồi 10,5 em bán điên bán khùng luôn, 10,5. Tới cái hàng chán bán cho anh chị 10,3 luôn, bớt chị 200 luôn. Đó, chia sẻ với em. Tốn Bình Nhớ nữa nè. Đây coi, FE phun xăng điện tử mà cái giá 10 triệu hơn thì đâu có mà mua anh chị. Còn con này con Alex này. Đó. Đó. Em bán anh chị này 10 triệu, hình như là 10 triệu tới cửa hàng nha, em bán cho chị 9 triệu rưỡi luôn. Alex này đầu máy chinh nghe, biển số Sài Thành. 11 năm em bán 9 rưỡi giảm trong 3 ngày. Chia sẻ với em giảm trong 3 ngày nè anh chị ơi, nhanh tay chốt nhận xe nào không mua còn chần chừ gì nữa. Còn 67 này, 19 triệu, mua 15 triệu đi. Bên đây buồn buồn bán chị 14 năm, sale cho anh chị 14 năm con này luôn. 67.
sale hết, giảm hết, giảm mạnh cho anh chị luôn. Anh chị nào mua em giảm trong 3 ngày, với clip là làm clip 3 ngày không quay nữa nghe. Em làm một clip trong 3 ngày nên chị tranh thủ coi cái xe nào. Đó, gấu đèn CD, đầu đèn CD, phục CD, đầu nòng quay thái, đầu ống hơi, bình 68, xe liền, số sườn số máy riêng nghe. Chứ không phải xe quân đội ngay sườn bộ đội nghe anh chị. Mà máy riêng, biển số 4 số, biển tre. Rồi, vỏ bánh trước sau về cu về chạy luôn, máy đi mấy trăm rồi anh chị biết nhẹ cỡ nào rồi. Vô cùng em luôn. Còn sáp nè, sáp nè em bán anh chị nè, sáp đẹp nè, sáp này thẳng tân bờ đân nè, một con NVX và sáp trắng. Thì ba con này con sáp này mình nên giảm chị còn 9 triệu đồng này. Em bán 9 triệu này. 9 triệu đồng một con sáp vậy anh chị nè, 70 F1 này. Đó, 12 năm, 10 triệu này bán chị 9 triệu luôn chưa? 9 triệu một con sáp này anh chị chia sẻ với em nè. Con NVX nè, 155 khóa chìa nè, xe liền lạc, máy chiên đầu nồi chưa rớt bao nhiêu năm, 38 B1 này. 24 năm anh em bán chị giảm còn 22 này, em giảm còn 21 triệu luôn cho chị luôn. 21 triệu một con NVX nè, trời đất ơi. 155 đến 125 nghe anh chị chia sẻ với em, còn sáp màu trắng bán chị 9 triệu rưỡi luôn nè, màu trắng nè. 9 triệu rưỡi máy chiên đầu nồi rớt bảo hành 1 năm, 9 triệu rưỡi một con sáp này, biển số 54N88800 chia sẻ với em con này. Đó. Trời hết trời tất tần tật luôn. Con nào được là cứ mong. Còn Cali này 7 triệu nè. Bữa hôm em bán là gì? 7 triệu 8 thì bán chị 7 triệu luôn nè. Máy móc em học sinh sinh viên đi chợ đi bố mình đi hết được Cali nè. Biển số 60 Đồng Nai, số 4 số ngày số mới nghe anh chị. Đó, Cali nè. Rồi 7 triệu đồng Cali. Đó, phục trước cầu rồi đó, vừa chế phục riêng, còn liền là sạch sẽ, rồi lên trên. Những cái dòng nào lên trên em quất cho anh chị luôn, em mua bán sạch thấy luôn. Rồi, bắt đầu vô dòng xe si rút, xe số, chia sẻ anh chị giá giảm, giá xeo, giá xèo, giá sập sàn là cả làng cùng mua này. Đó, bây giờ vô em vô một con này, 94 F1 này, còn chần chờ đến chị 13 năm 2017 này anh chị. Đăng ký 18 luôn, 13 năm giảm còn 12 triệu, đặc biệt này để anh chị 11 triệu 500, bánh mâm. Xe em nói từ anh giấy từ cháy bị thương 11 triệu 500 một chi rút máy chim đầu nồi chưa rớt chia sẻ với em luôn nghe. Tất cả chi tiết anh chị cái bạn Zalo cùng em muốn mua xe nào em gửi cho, còn em báo giá đây là chắc là chất lượng. Còn đây là một con 83 P1 này, 10 triệu 500 không bớt tất hàng 10 triệu nên bán chị 9 triệu rưỡi luôn. Một con quay siêu nhân bánh mâm nè. Đó, quay siêu nhân bánh mâm có 9 triệu 500 ngàn đồng anh chị ơi. Đó, máy chim nghe chị 9 triệu 500 ngàn đồng cho một siêu nhân mâm riêng máy chim. Có 9 triệu 500 ngàn đồng nhanh tay chốt còn kịp nghe anh chị. Rồi một con Future nè. Future đây là Future một đời đầu này, 52 K4 này, 16 em giảm 2 còn 14 triệu anh chị. Tất cả hàng giảm thêm 500, 13 năm bán luôn. Xe đã dọn cửa đây anh chị nè. Ốc nhái trắng phéo trắng tinh xe liền băng nghe, 13 triệu 500 ngay còn tiền ship đã đem báo giá, giá giảm tại cửa hàng nghe, giảm trong 3 ngày. Anh chị nào mà mua là tiền ship tự chia sẻ nghe, xe rất liền nghe, không cấn động đầu cổ bình xăng rất là đẹp nghe anh chị. Dần lông dần đá lắc liền có 13 triệu 500 ngàn đồng trong xe này. Đó, anh chị có mua nổi không xe này không? Đơn giản quá, nó nhẹ như bông hồng đó, chia sẻ với em luôn. 13 triệu 500 từ đất ơi. Em giảm nhanh còn lại, anh chị tới cửa hàng em bán cho hoặc điện thoại cho em hai số, số em và số bà xã, số nhất thứ nhì và số của em ở sau. Thì ba số đó anh chị cái bạn Zalo muốn xe nào em chia sẻ sẽ đăng xe đó. Anh chị coi siêu nhân cỡ đây nè, có 9 triệu rưỡi. Còn con này nè, đó anh chị coi nè, 11 năm mà coi Suzuki nè. Thì ơi, nó thẳng băng. Và tiếp theo là một con này 81H1 2017. Đăng ký hay không? 18, 15 năm. Anh chị giảm nhiêu vừa đây ta? Bữa nay em bán chị tại cửa hàng 13 triệu, giảm 2 rưỡi nhưng mà qua 3 ngày là giá bình thường ấy. Còn 14 triệu đó, em giảm thêm 1 triệu chiếc xe đó. Qua 3 ngày giá bình thường, trời ơi nó mới nên chị. Đó, máy viên đầu nồi chưa rớt liên toàn tập cho này bánh mâm. Đó, em bán là trời đất ơi, 13 triệu đồng. Thì anh chị nghĩ con xe mà 2018 mà 13 triệu con xe này không mua xe gì trời. Còn đây là con Super Rim của ông gửi, 40 triệu nè. Ông giảm 33 nè, em bán chị này xe này thì em bán 30 triệu, anh chị nào mua bán luôn. 30 triệu cho một Super Rim này 61D1 này. 88995. Rồi, máy móc riêng đầu nồi chưa rớt riêng nguyên con chưa động cái gì hết nghe chị. Super Rim biển số Dĩ An Bình Dương anh. À, Super Rim đời đầu nó chỉ là lốc đồ rất là đẹp nghe. Xe là đầu chưa rớt nghe chị, đầu chưa rớt, đầu nồi chưa động gì hết nghe, liền là sẽ bán chị 30 triệu này. Anh về đam mê vô em xả cho, em xả cho bữa em xả lủng đầu lủng tráng luôn. Đã hết luôn, quay riêng bán khùng luôn cho anh chị luôn. Đây. 65B2, một con Future này anh chị. Em nói Future đèn LED 219 này, ký 20 bữa sáng mới chưa từng được mới người ta kỹ mức độ anh chị này. Cái cản người ta dán luôn. Rồi cái vàng người ta dán luôn, cái niền người ta sợ tay người ta dán luôn này, tất cả hết những cái xe ta dán hết toàn bộ những cái vị trí dễ tay. Còn cái cục máy anh chị coi này, nó đẹp như bức tranh luôn chị. À, cái xe Future đằng đó những cái nợ sợ tay người ta dán hết này, cái tay gù này anh chị, người ta sợ ngã quẹt tay người ta dán hết, là cái xe chưa một vết lỗi nghe anh chị, chưa một vết lỗi. Thì cái chiếc xe này và cái giá là em bán 29 triệu nhưng em bán chị 27 triệu giảm còn 26 năm luôn. 26 năm cho một Future đèn LED như xe này thì em nói chuyện đẹp lung linh tình đời. À, coi giùm em con Future có 26 triệu 500, chống trộm hệ thống đầy đủ nghe anh chị. Tới cái kiến người ta không dán sợ tay kiến dán hết anh chị, không thích lột ra còn thích để chạy cho mình, nó gọi là bảo vệ cái xe rất là tốt. Và tiếp theo là một con này là 51 giấy 6, 29 triệu xe chưa rất đầu nghe anh chị. Xe này
Super Dream đời 99 xe khá đẹp, mình thường bấm điện nói chị cực kỳ, ngày 29 triệu chưa đất đầu em bán chị 27 triệu. Nhưng đặc biệt hôm nay em bán chị 25 triệu. Em giảm cho 2 triệu. Bởi vì nữa là 25 triệu giảm trong 3 ngày. Xe này lai cập niên ngay, đã là làm cập niên là rồi, còn đâm đồ còn hết nghe. Cây bô sao còn? À còn cái bô ta vô ta chạy thôi, để lấy cái bô cho anh chị, còn đầu nào là chưa đất. Em nói trước thiếu cái bẩn. Em bỏ chính xác. Em bán chị 25 triệu con Super Dream đầu nào chưa đất anh chị. Đó, cứ vô coi mua em chưa đỡ nước lạnh luôn, chia sẻ với em luôn. À, còn quay Black này. 16 còn 14 này. Bây giảm cho chị toàn quần luôn. Giảm cho chị còn 13 mấy đi, 13 năm, 13 4 bán chị luôn. Bánh mâm nghe, quay Black. Đời cao nghe chị. Mới ken. À, bán chị luôn. Giảm là mình không bao ship đúng không? Đúng rồi, tiền ship là anh chị tự lo cho em, không bao ship nổi tại em giảm hết giá rồi. Con 70 này nè, 16 triệu 500 hay 16 triệu rồi, còn 10 em bán hồi nãy em bán chị 13 năm luôn. Điên rồi, bán điên. Còn qua 3 ngày sau là giá vẫn như cũ, quay Black bánh mâm xe mới ken. 13 năm để ông ra mà mua. Anh chị thử coi đi, tìm mà mua, tìm lòi con mắt con có xe đâu mua, em nói thiệt tình luôn. Em bán chia sẻ anh chị luôn. Đây, Super. Đây, một Super này. Bữa nay em bán chị 15 triệu 500 này. Đó, em bao luôn cái giá luôn, Super xe liền lạc sạch sẽ, máy móc em ru về chạy này. Em bán luôn điên hùng rồi, bán luôn 15 triệu 500 một con Super. Giảm trong 3 ngày, giảm giá sâu sâu lỗ mũi luôn chị. Đó, anh chị nhìn đi. 20 triệu mà em giảm tới 15 triệu 500 em lỗ luôn nghe, nhưng vẫn bán cho anh chị Super. Chụp hình ảnh còn trẻ này không mua, không còn gì để được mà mua để nó thắng chị luôn. Còn con này 63B2 này, 18 còn 17 này, bán 16 triệu 500 cho chị luôn, 16 triệu luôn nè. 16 triệu Super mình sừng bấm điện còn này, xe đúng màu xanh nè anh chị. Xe đi cái đĩa trước nè, xe có đi đĩa trước còn đúng màu xanh, xe liền là sạch sẽ cho một con Super này. Tiếp theo con City này, bữa nay buồn buồn bán chị 11 triệu luôn. Đó. Đó, con này bán chị 10 triệu lẻ 5 luôn. 10 triệu lẻ 5 chị đi phục nè. Em nói sáng liền là sạch sẽ đều đặn cho anh chị 10 triệu 500 ngàn đồng một chị City. Chậm đem City ra rửa đây nghe con, cho sạch sẽ điển dơ quá. Xe đồ riêng còn khá nhiều, phục chung liêm đầu nồng vô tử rồi còn hết nghe anh chị. Đó, phục phèo còn hết, anh chị vừa đi chơi vừa giao hàng được. Còn đây một con Rim Thái nè. Má ơi, 14 năm giảm còn 13 triệu, đây bán chị 12 triệu. Que, Rim Thái, 7 số nghe. Em bán chị 12 triệu đồng một con 18 Z3 nè. Có 12 triệu đồng anh chị. Trời đất ơi. Em giảm điên, giảm khùng, bán điên, bán khá, bán giả, bán cho hết luôn. Đó, có 12, anh em chị đi mua đâu được niêm tháng liền như vậy nè. Mà 12 triệu đồng mua về để lần em là đổ đốt nướng cá ăn. Em tặng anh chị luôn, để xe lên đốt nướng cá, em chia sẻ anh chị hết tình luôn. Còn đây, vô đâu nè, mấy con bán luôn, bán đụng nóc luôn. Đó, 53 Z2 nè, 11 nè, giảm còn 10 nè. Nên 95 để anh chị mới 9 triệu nè. Một con sáng liền là đúng màu cam nè. Xe có bán dầm một vài chút, con xe mới ken anh chị về chạy máy chín nghe bảo hành 1 năm. Đó, anh chị mua không? À, 9 triệu, vô chốt đó cho em. Còn con này thì quá đẹp rồi. 93E1, 13 năm không bớt còn 13 triệu nên bán chị 12 triệu nè, giảm trong 3 ngày 12 triệu với một con leader nè. Đó, xe riêng nguyên con chưa xong giảm bán tốt chưa tái ngã nghe. Màu mặn nha anh chị, màu mặn xe đẹp nghe. Rồi em bán chị nè 12 triệu đồng nè. Còn tiếp theo bên này con này màu mặn luôn nè, em bán chị 9 triệu rưỡi nè, màu đỏ đô. Xe này khá đẹp luôn nè anh chị, liền là sạch sẽ máy chiên nghe. Rồi em bán chị 9 triệu rưỡi nè, leader nè. Em bán cái vui nè. Đó. 10 triệu 1 thì em giảm còn 10 triệu bán chị 9 triệu rưỡi, giảm trong 3 ngày nè, giảm cho sôi máu luôn nghe. 9 triệu rưỡi một con nè. Còn mô tô này xe nhập nè. À, bô 3 khúc nè, 7, 8, 17 triệu, giảm 15, 14 nè, em giảm bán chị 13 triệu nè. 13 triệu trong 3 ngày nè, một con mô tô bán luôn, xe không lời nè. Mà đi bán không lời và lỗ một vài trăm ngàn, 1 triệu bán hết. Bán chia sẻ, đi miền đông. Đó, con mô tô này, anh chị cần coi chi tiết hình ảnh, còn trader sang cơ nè. Đó, 19 thì còn giảm thêm 500, lỗ luôn. À, 18 năm đi. Đó, em nói thiệt bán cho chị 18 năm con xe này lỗ luôn. Đó, trader sang cơ, chia sẻ với em luôn. Còn này là siêu nhân siêu lát gì đó, màu vàng đồng, xe khá chuẩn máy viên nghe chị, xe khá chuẩn máy viên, một con siêu nhân này, máy chân trắng phéo này. Đó, trắng phéo mà phèo, một con siêu nhân này. À, cái giá mà coi như là biển số 59T1 xe quận nhất nghe anh chị, 11 năm còn 10 triệu, đặc biệt đây bán chị 9 triệu rưỡi luôn. Em bán đi mất không 9 triệu rưỡi, 9 triệu 3 bán luôn. Đó, chuyển ship anh chị lo nghe, còn tới cửa hàng em sẽ nhận giá tại cửa hàng. Đây là một con Suzuki FE phun xăng điện tử 94K1, 15 triệu, giảm còn 13 triệu nên bán chị con xe này tại cửa hàng là 12 năm này. Đó, em giảm cho chị 2 triệu rưỡi, 12 năm con xe đẹp cực kỳ nghe. Suzuki đây giảm trong 3 ngày 12 triệu 500. Anh chị nhanh tay chốt xe, coi clip em cứ đăng ký kênh theo dõi vô chia sẻ, lâu lâu em bị điên bữa. Em bán thí mẹ 3 ngày đó, ai nào mua thì mua. À, còn tiếp theo là một con Suzuki này, là cũng là một Suzuki quá trời đẹp luôn, 17 năm còn 15 năm xe này em bán chị 14 năm luôn. Từ 2018 con xe dữ lắm chị. Nó quá dữ dàng luôn. À, nó quá dữ dàng con xe luôn chị. À, có 14 năm một Suzuki vậy chị. Em bán cái giá này em vô giá cho anh chị, vô giá hàng, vô giá luôn rồi. À, còn con Super Dream nè, 63B9 nè. Bên đây bán chị 16 triệu được chưa? 63B9 xe khá liền. Từ đầu chân từ đuôi đến giò.
Bom chú dưới Tiền Giang lên đổi xe mà xe chạy em bao chị chạy 3 năm bao chạy cũng còn kịp. Đừng nói 1 năm. Đó, chi tiết coi điện Zalo giùm em nghe. Còn này cũng đa liêm là City Thông 16 đầu này bán chị 12 triệu luôn. 11 năm chơi tắt luôn. Bán City Thông 11 năm ngay vô chốt cho em nè. 11 năm một City Thông. Đồ còn khá nhiều xe không can nhưng rất đều xe. XPK này, đó anh chị ơi. Con này 62B1 nè. 10 triệu nè. Em giảm không bớt, còn chính mình em bán chị 9 triệu, xe 9 triệu còn để cho anh chị 8 triệu rưỡi luôn. Đó, mâm zin ngay máy zin đầu nồi chưa rớt nghe. Xe lông lá rất liền không bẻ miếng nào ngay đó. XPK 8 triệu rưỡi, trời đâu ra mua. Đáng chờ em 8 triệu rưỡi chào đài còn có mua đây. Một con này là quay A này 2014 nè anh chị. 59X2 nè. 13, còn 11 triệu 500. Vàng lông vàng lá rất đẹp, chân hơi nổ chút xíu nghe. Em sẽ coi anh chị coi chi tiết. Còn 11 năm, bữa đây bán chị 11 triệu quay A 2014, anh chị không mua nữa còn mua vậy. Em có thiệt đi đâu mà kiếm rẻ hơn em thấy bảo điên mà. Em nói rồi, ai bán rẻ bán mắc, muốn bán rẻ cho. Em bán em chơi hết, rồi em tăng hết. Mà đi vay tiền góp cũng chơi bên chị luôn. Còn con này 52X1 này. 14 năm còn 12 năm giảm 2 triệu, đặc biệt hôm nay giảm chị còn 11 năm luôn con này. Điên à. À, điên bán 11 năm mâm Raider 2 đĩa này, quay RX này, máy cực em này. Nói chung nhẹ nhàng, đầu có chạm, nồi nồng chưa có rút nha. Đó. Thiếu bận trong bận ngoài. Đó anh chị mua không mua nổi nổ sai thì mua chìm luôn chứ mua gì nè. Em bán hết luôn. 69FA 8,5 không bán thì bán chị 7,5 luôn, học sinh sinh viên chị đi học không cần bằng lái 50 nè. Xe khá thẳng này, hàng Da Liêm nha anh chị. Em bán chị 7,5 nè. Đó, mua cái gì em nói thiệt hết rồi. Hết còn không còn cách nào để giảm nữa. Đây, RX nè. Con này thì 14, con này em bán chị 14 triệu không bớt được nữa. À, em này không có thể bớt được, em lỗ luôn triệu là mua 15 bán tiền đi. 61Z1 này. Mâm Raider 2 đĩa, RX mà xe này khá thẳng. Lốc chân đi. Nói chung Mâm Raider nhìn xe bặm bụi lắm đó, mặt nạ 2 tầng. Đó, bô dĩ như vậy coi đi con này. Giá phải đưa ra là 14 triệu. Còn hai silo này. 2018 sơn 3D nha chị, em nói luôn này 2018 sơn 3D. Đúng 3D xe liền lạc sạch sẽ, biển số Vĩnh Long 14, bữa nay em để anh chị 12 năm này. Ai mua 12 triệu 500 nó bán 12 năm nè. Xe này không phải dán anh chị. Xe zin này lốc anh chị coi nè. À, em để chị 12 triệu. Đó 12 triệu mà con này em không bớt mà để chị 12 triệu xe trời đất ơi đây. Rồi tiếp tục là một, đây là một con này là quay Alpha. Nhưng là đầu nòng đồ đi còn hết nha anh chị, xe liền lạc đi 2 tháng đĩa. À 83P2. 12 năm không bớt 12 triệu bán chị 11 triệu con xe này luôn. Rất đẹp luôn. Đi phục nay nè, không bận trong bận ngoài nè, lốc còn đẹp nè, đầu nằm còn nguyên nè, đi mình sang con máy xịn nè. 2 tháng đĩa trước sau này đó. Quay ra, chú tiểu chú tiên nè. Trời ơi, vô nhảy vô em luôn nè. Rồi 61C1 nè. 15 còn 13 này giảm cho chị còn 12 năm quay A này, xe này khá đẹp nên chị. Nó quay A khá đẹp nên chị niên vô xây được còn hết nghe. Đó, quay Alpha 100 nghe. Rồi 2013 14 gì đó anh chị. À, bô đen là 2014 rồi. À, em chia sẻ anh chị bô đen là 2014 rồi, em chia sẻ anh chị luôn đó. Con này cái giá có 12 năm thôi mà không mua nữa là qua Mỹ với Hồng Kông gì mà không có mua. Quá rẻ đúng không? Quá rẻ đúng không, mọi người. Rồi 63B2 này, 10 triệu không bớt. À 10 nó không bớt còn 10 triệu nó bán chị 9 triệu rưỡi luôn, 9 triệu bán luôn. 9 triệu chia sẻ anh chị xem nào, 9 triệu luôn. Tiền ship chị trả nghe, đừng có đã giá em cho em báo giá đây này, anh chị nhớ giùm em nè. 9 triệu anh chị nói nào làm chân đó luôn, em nói cái não kia đó. Nói nhớ trơn à. À. Quanh pha này 14 năm còn 13 triệu này, đặc biệt bán chị 12 năm luôn. Đó, em sale giảm trong 3 ngày nghe. Vì xe này nó riêng nguyên con, từ đầu đến đuôi chỉ có một lớp đầu thôi, dàn lông dàn lá căm liền bánh vỏ phục phèo còn hết, không mất cái gì. Đó, lốc đen em bán chị 12 năm rồi. Chia sẻ em ship từ đá. Ở đâu chị trả từ đó, em sẽ báo giá ship cho chị nhanh nhất và gọn nhất. Còn con này 38X1 14 năm, bên em giảm luôn còn 12 năm luôn. 79 đuôi đầu xe đầu chưa rớt anh chị. Dàn chân có dọn đầu chưa rớt nghe. À, dàn chân có dọn đầu chưa rớt có 12 triệu 500 một quanh pha bản liền ở đây thì qua Mỹ mua Việt Nam không có. À, em nói thiệt. Chia sẻ với em luôn. Đây là chiếc bán hết rồi còn câu. Con này là 24 giảm còn 22 thì bán chị 21 triệu luôn. 31 triệu mua 21 triệu đó. 31 triệu ai vô mua. Xe dàn chân dàn công rất là liền. Chia sẻ em thấy bảo hỗ trợ trả góp này, hỗ trợ chị đầy đủ hết này. Đó dàn chân dàn lông đầu cổ bằng xăng không có bận trong bận ngoài. Giá chiếc em hỗ trợ trả góp, có bảo hành, có ship xa, có giảm giá, có tặng quà, có đủ thứ đời hết, tình thương mến thương của anh chị nào á. Lâu lâu một tháng em điên 3 ngày điên là 3 ngày xả đó anh chị. Em chị nào vô chia sẻ với em luôn. Đây, một quen pha đây. 70L1 này, bên em bán chị có giá điên 12 triệu đồng này. Quen pha 2019 này em bán chị 12 triệu đồng được không? Ship chị trả ngày 2019 em bán 12 triệu đồng. Máy bao chạy nghe anh chị. Đó, coi giùm em 2019 em bán 12 triệu đồng, mua điên bán không được. Con này cũng 12 triệu lên chị này, 2018 này. 65L1 xe Cần Thơ này, em bán 12 triệu đồng cho anh chị luôn này.
sáng có tài một vài chút tao treo đồ anh chị cùng máy chi nhiều pinh 12 triệu đồng đâu đâu mua em giảm cho anh chị hết mình hết tình luôn. Em uống miếng nước rồi đã, em sẽ like tiếp cho anh chị những giảm giá và đón nhận nghe. Mình vô chương trình sale xả nên anh chị giảm giá mạnh luôn nè. Đây rồi RX Polo 209 máy nổ như máy xe điện, bánh mâm riêng theo xe, mất bộ tem đương đặt cho anh chị, xe đều không có đầu có chạm, xe đều xe nghe đó, vỏ trước vỏ sau về coi 54N312 triệu. À em giảm được, em giảm chị còn 10 triệu, giảm cho chị 2 triệu luôn. Còn con 76X7 xe future neo kim dọn nguyên con từ ở giá bị thương, bữa nay em bán cho anh chị nè, bữa nay xả trong 3 ngày nè anh chị ơi, vô giùm em nè, con này em bán chị 23 triệu này, sáng đẹp như cây kiếm nhật, 23 triệu chi tiết cho coi lại Zalo nghe anh chị. Còn neo GT 30 triệu này, 23, 32 năm mua 29 triệu này, bán chị 29 triệu luôn, 29 triệu cho anh chị luôn, 29 triệu một neo GT này chị. Chân giò đẹp vàng lông thì có làm lại, còn chân giò rất là đẹp nha anh chị. Đó 29 triệu. Tiếp theo GT này. Đó em xả anh chị luôn nè. Neo kim 20 triệu một neo kim này, 20 triệu kim đi mâm FI nè. Chuyển số 98 nghe. 68 đuôi lục phát anh chị. À, đi dàn áo FI xe đều đều xem có can, xả anh chị 20 triệu nè. Xả cho anh chị 20 triệu tắm mưa luôn, xả luôn ướt hết trơn cả người luôn chị ơi. À, vô rồi giùm em chia sẻ với em con này luôn này đó. 20 triệu liền là đầu có chạm nghe. Ok anh chị. Đây là một neo GT anh chị này, GT biển số Sài Thành này. Em bán 285 em xả anh chị còn 26 triệu luôn. Em xả anh chị neo GT 26 triệu này, vô mổ cho em cái này. Em bán lỗ bán què bán xả trong 3 ngày đi miền Đông anh chị, em nói thiệt luôn. Đó neo GT xe rất liền anh chị, liền đặt sạch sẽ bốc. Em ru em xả cho anh chị đó, xả mình đó, đó. Em xả anh chị 26 triệu. Buồn buồn tới em bớt thêm nữa cho xả luôn cho. Em nói là làm nghe, ăn bậy không nói bậy, em nói chính xác luôn cho anh chị nghe. Đó, nên anh chị thích em để anh chị 25.500 em bán luôn. À, đây GT dần chân chị coi khá thẳng hay khá đều cho anh chị luôn, con GT mua đâu mua, đồ mồ điện tử đâu máy đo ra đâu mua. Rồi đây con này 275 61 D1 đang xả cho anh chị luôn này. Còn 26.500 luôn đó, 32 triệu còn 26.500 này. Xe bữa hôm nay mới tụt xuống bọc cây nguyên con, xe chạy hơn 10.000 cây, biển số Di An Bình Dương. Em xả anh chị 26.500 một con xe đó, future đèn led đó, ra mua giùm em anh chị mua đâu còn rẻ này. Ở đây em bảo hành 1 năm này, em bao riêng cho anh chị này. Tất cả này lĩnh vực được đổi là trong tuần này, anh chị mua xe không thích trong tuần đổi lại xe khác thì giá cả anh chị vẫn còn nguyên này, ở đâu được như em 15.500 nè. À còn 14 triệu đúng không anh chị? Em bán chị 13 năm luôn, còn quay Black nè, 2019 nha anh chị. 13.500 mà tới cái hàng trắng trắng bán chị 13 triệu luôn. Em nói thiệt làm thiệt, anh chị nào có điện thoại cho ba số đi màn hình giùm em. Em chia sẻ giảm giá hết cho anh chị nghe. Không quay Black ở đây. Còn con này nè anh chị. 13 còn 11 năm em bán chị 11 triệu luôn, quay Black bánh mâm nghe anh chị. Trời đất ơi, biển số Sài Thành luôn. 11 triệu quay Black nó liền có đây anh chị. Có 11 triệu đồng trong quay Black này mua không được, em mua còn không ra nữa mà lấy đâu mua anh chị. Đúng không? Em chia sẻ luôn. Rồi, chi rút 50 học sinh sinh viên này, 93 PA này, 10 triệu 500 không bớt em giảm 9 triệu này, bán chị 9 triệu luôn. 9 triệu tới cái hàng anh chị. 2020 anh chị. Xe đẹp 50cc này. Xe quá đẹp luôn chị ơi. Về chạy luôn, về mua 6 7 triệu có rồi, về chạy không được đâu, sửa chết. Còn được XS Bay này, bữa nay em bán anh chị 18 triệu 500 này, đúng không? Em giảm còn 17 triệu 500, em giảm luôn còn 17 triệu 500. 2020. À, xe này 2020 này 17 triệu 500 em bán cho chị. Ừ, nó thì vô 20 thì nó 21 đó thì là cái không món xe tách hàng không hay không, không có tắt đèn xe nhập ngày 17 triệu 500. À, anh chị coi vô mua giùm em. Còn phiêu trò này là hết xả rồi, 59 xe 2 máy móc ok anh giết. À, em nói thì anh chị thẳng tưng chiếc xe phiêu trò không vết lỗi nha anh chị, mà biển số Sài Thành luôn. 18 triệu em giảm chị 1.500.000 còn 16 năm, con này không giảm được em lỗ luôn. 16 năm là được 500.000 400.000, em chia sẻ anh chị được có lỗ có lời. FI vuông xe điện tử nha anh chị, coi cái xe thẳng đó, thẳng tưng chia với em luôn. Chi rút này 73F1 này, 14 chiên bét 15 không bớt, 14 gì bán chị 13 năm. Giảm trong 3 ngày, nhớ giùm em nghe, nhanh tay chốt những xe nào chị yêu thích nha. Đó, nó thẳng băng. Mua có mua trời. Đây Tim Thái này, đó, giùm vợ này giảm Tim Thái của ông anh đâu nè. Sáng có điện báo giọng rồi nè, ông gửi cho mình nè. 61F1 này, à 34 32 triệu giảm còn 30 triệu này, 35 triệu còn 30 triệu nên chị ơi. Đó em giảm Tim Thái nè. Xe mình thường bấm điện còn hết liền là sạch sẽ nghe. Đầu có chạm nhẹ còn xe riêng hình như là 75% rồi đi nghe anh chị. Chia sẻ mà tem đất cái cổ còn hết luôn nghe. Đó. Giờ sẽ bay luôn. Top 3 này. 51U4 này, 30 này không bớt còn 27 đi, không căng nữa bán chị 25 triệu bán 10 giống luôn nè. Mình thường bấm điện còn hết xe riêng nguyên con, không mất món gì. Chỉ có đầu chạm cậu khói, em bán chị chính xác luôn con này, 25 triệu đồng một con thấp đi mà không mua được nữa, trong 3 ngày là hết mua rồi. Em lại bán gì giá gì đi cổ nghe anh chị. Còn con này là con Jim đầu heo, là biển số như thế này. Đó, quan chị coi 61K1 này, bầu bàn anh chị. Rồi 16 năm còn 14 năm, đặc biệt hôm nay em bán chị con này là 13 triệu 800 này. 13 triệu 800 Jim 110 Jim đầu heo. Cặp lốc có bán chậm nhẹ nghe, em chia sẻ anh chị hết mình luôn. Đó cho một con xe đây.
thì sau cái lượt báo giá này và giảm giá cho anh chị trong cái mùa này thì cũng là mùa cuối tháng, em cũng báo thực tế cho anh chị luôn cái giá mà giảm. Anh chị muốn rẻ em rẻ cho em, không cần lời em xả anh chị, em xem xả anh chị em đâm cho trong vòng cỡ 3 tuần là hết xe, không còn chiếc nào đâu. Rồi 76 E1 14 còn 12 năm, giảm 1,5 triệu nữa em giảm theo anh chị là còn 12 triệu luôn. 2018 anh chị 12 triệu con 2018 mà em nói thiện liền băng vậy sao không mua xe vậy. Còn con này thì hết giảm nổi đâu. 61K1 là 16 triệu, là 16 triệu. 16 là 16 anh chị, không giảm được nữa. 18 giảm 2 còn 16, con này em mua 16 bán 16 luôn. Chia sẻ anh chị luôn, lỗ thì lỗ rồi, nó mới ken xà beng, nó mới chưa từng được mới luôn. Màu cam đen. Đó, chia sẻ với em luôn. Tiếp theo giảm anh chị con này nè. Toyota Sirius RC 73E1 12 triệu còn 10,5, anh em giảm chị còn 10 triệu luôn. Tiền ship anh chị trả ngay, còn tới ngày em giảm cho 10 triệu này. Vỏ mít xích dày cui RC, máy chiên đầu nồi chưa rớt, có rẻ như bông bóng heo luôn chị, em thiệt. 10 triệu đồng cho một con xe, còn con 92 này một này 12 năm. Này. 12 năm anh em bán chị là 10,5. 10,5 cho một con xe này này. Đó. Tâm Hòa, núi Thành, Quảng Nam nè, em bán cho về mùa dùng mưa lũ luôn chị này đây. Đó, sáng liền 110 anh chị mua để vô lâu là bao nhiêu tiền, em chia sẻ anh chị luôn đó. Căng căng căng. Đây luôn. Còn con này 59T1 này 12 năm không bớt, tới hàng còn 11 triệu. Đây bán chị 10,5 luôn này. Đó, máy chiên đầu nồi chưa rớt rồi chiếc nè. Rồi chiếc nè. Bô lon này 110 anh chị, thẳng băng xà băng nghe. Xe có trầy một vài chút nhỏ, còn riêng dàn lông lá chưa té, chưa đâm đụng ngập nước nghe. Em báo nhanh, báo gọn, báo lẹ cho anh chị luôn. Rồi Accenter này 17 còn 15 nên bán chị 14 năm, 14 triệu bán luôn. Chiếc xe này máy chiên nha anh chị. 14 triệu một con xe thành phố này, máy chiên nha anh chị. Máy chiên. Đầu nồi chưa rớt, xe lông lá thì đều chứ không có ken. Chỗ này có miếng này, miếng mũ này bẻ một chút nó mua miếng không bao nhiêu tiền hết, anh chị mua thì mua cho. Đó chia sẻ anh chị 14 triệu bán luôn nè. 14 triệu bán cho anh chị một Accenter này, anh chị thử vô coi mua giùm em nè. 14 triệu. Đó Accenter. Rẻ thì đã thiệt rồi đó, mà không mua nữa thì hết cách luôn anh chị ơi. Còn Accenter 135 thì em sẽ giảm giá cho anh chị theo giá quy định, 150 135 là cái giá cố định thôi. Nếu con này 84F1 thì 245 em không giảm được. Em nói thật cho anh chị luôn. Mình mua mới 50 mấy triệu đồng mà em mua cho cũng 34 triệu đâu có giảm được anh chị đâu. Anh chị mà mua vui vẻ chia sẻ với em nghe. Câu là 94 này, em giảm anh chị còn 28.500 này, F1 này đặc biệt giảm cho anh chị còn thêm 1 triệu đi, còn 27.500. Con này là 2020 nha anh chị, đèn led anh chị. Ở đâu vô mua anh chị? Ở đâu có mua đèn led nè. 27.500 2020. Đúng không anh chị? Mới can xà beng luôn. Rồi tiếp theo là con này là Limited 36B6. Xe này là 25 triệu đóng mới bán được nè. 28 năm 2018 nè anh chị. Phiên bản Limited nha anh chị. Limited máy móc yên đầu nồi chưa đó. Xe này là 25 triệu đóng mới bán. Chia sẻ anh chị luôn. Con này là 83C1 25 giảm 3 còn 22 triệu 2017. Anh chị mua thử kiếm giùm con em 2017. Và xe liền chạy 22 triệu mua đâu ra. Em chia sẻ luôn cho giảm giá, giảm tốt đầu tốt cổ luôn, giảm hết cho anh chị luôn nghe. Em quay rất nhanh gọn lẹ, trong vòng 1 tiếng đồng hồ số lượng xe em đã hết. Và chia sẻ sẽ giảm giá cho anh chị luôn. Và đặc biệt ưu ái trong 3 ngày. Thì anh chị nào mua nhanh tay chốt những xe mình yêu thích, còn đó là em chia sẻ luôn. Còn Vinix nè, 24 giảm còn 21 năm đi bán chị 20 triệu con Vinix này. Đó em cho đẹp, vô đi em bán cho 20 triệu con, lỗ cũng lỗ rồi. 68T1 con này 2018 nè, 29i3 Hà Nội 2018, xe ngay chủ luôn anh chị. Em bán chị 20 triệu này, giảm trong 3 ngày này, nhanh tay chốt xe nào chốt. Giảm thì giảm, chia sẻ với anh chị luôn. Winner V1 này đây nữa anh chị, liền băng này 20 triệu nữa anh chị coi, chia sẻ với em luôn. Còn 68 Kiên Giang. Và sau khi là khi đã quay hết clip giảm giá hôm nay trong vòng 3 ngày thì em Thái Bảo cũng có gửi lời đến quý anh chị là hãy cố gắng coi cái YouTube xe máy Thái Bảo sale xả sập sàn trong 3 ngày cuối tháng, thì em sẽ chia sẻ hết sức những cái giá cả anh chị tham khảo qua. Rồi các bạn cùng em ba số màn hình trên Zalo để em chia sẻ anh chị những chiếc xe nào mà anh chị mến mạo yêu thích nhất. Còn cái địa chỉ quen thuộc của Thái Bảo là đây, là lần đầu cũng như lần cuối, 60 đường Bình Chiểu, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, bây giờ là thành phố Thủ Đức. Ba số điện thoại em đã in trên màn hình. Còn nếu anh chị không nhìn trên màn hình thì nhìn cái số điện thoại này là số điện thoại của em đó, 0908976995, và số sau là 0986945026 là số bà xã. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách, quý anh chị trên mọi miền Tổ quốc. Và cuối cùng cho em Thái Bảo xin gửi lời chúc đến quý anh chị bà con cô bác mình một ngày an lành, hạnh phúc, bao gia đình cùng người thân, và cái dịp cuối tháng này những gì may mắn luôn tốt đẹp nhất đến với anh chị. Và cả một chúc một năm viễn mãn, một đời thành công, một cả một đời thành đạt luôn anh chị nghe. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị chị trong clip tiếp theo trên kênh YouTube xe máy Thái Bảo giảm giá. Sau 3 ngày sau anh sẽ xuất hiện trên sân trường trở lại là thấy em lên giảm giá này. Em xin chào và kính chào quý chị anh chị.